棒。贝贝灯。啊，高长。cảnh sát ping pong tới rồi đây. Có chuyện gì vậy? Có trộm ở đây, tiền của tôi mất hết rồi. Vàng bạc châu báu của tôi cũng vậy. Sách của tôi mất rồi. Đồ ăn của tôi nữa. Và đồ chơi cũng mất hết rồi. Tôi nghĩ chắc là do gia đình cá mập trộm cắp đã làm. Gia đình cá mập trộm cắp? Đúng vậy, gia đình cá mập trộm cắp đã trốn khỏi nhà tù tối hôm qua. Những thành viên của gia đình này là những sinh vật xấu xa nhất đại dương. Ta phải bắt và cho chúng lại vào tù. Gia đình cá mập trộm cắp trông như vậy đây. Trông chúng khá là giống gia đình chúng tôi, có phải không? Thật vô lý. Màu sắc thì giống nè, nhưng nhìn bọn chúng thật xấu xa. Đúng vậy. Và chúng còn có sọc nữa. Chúng ta phải nhớ đặc điểm này để tìm ra chúng nhé. Các bạn, sao chúng ta không cùng nhau đi bắt gia đình cá mập trộm cắp nào? Cá mập trộm cắp, ta không biết các ngươi trốn ở đâu, nhưng ta sẽ bắt được các ngươi. Các bạn ơi, cùng tìm tên trộm cá mập mẹ trước nào. Hãy nhớ, hắn ta có màu hồng và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Cá mập trộm cắp, bắt lấy nào. Ôi, Ping Phong, là tôi, cá mập mẹ mà. Tôi cũng đang tìm tên trộm cá mập mẹ đây. Cùng nhau tìm lại nào. Đúng là cá mập mẹ rồi. Mình xin lỗi, cùng tìm lại nào. Tên trộm cá mập mẹ đang ở đâu? Ồ, đây rồi. Đứng yên, tên trộm cá mập mẹ. Ôi không, bị bắt rồi. Hãy thả tôi ra, tôi không làm vậy nữa đâu. Tôi sẽ trả lại tiền lấy cắp mà. Tôi không thích ở trong tù đâu. Các bạn ơi, mình nghe nói tên trộm cá mập ba hay xuất hiện ở đây. Cùng nhau đi tìm thật kỹ nhé. Hãy nhớ, hắn ta có màu xanh và sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Để mình dùng ống nhòm xem sao. Có ở đây không ta? Mình chỉ thấy có cá sọc thôi. Còn ở kia thì sao? Cá heo, bạch tuộc và cá voi. Mình cũng không thấy tên trộm cá mập ba ở đây luôn. Mình không nghĩ hắn ta trốn ở đây đâu. Cùng tìm chỗ khác nào. Hả? Bạn vừa thấy hắn sao? Ôi, đừng lừa mình chứ. Mình có thấy đâu. Hả? Bạn thật sự thấy hắn sao? Ở đâu? Bắt được tên trộm cá mập ba rồi. Giỏi lắm các bạn. Mở cửa ra cho ta mau. Ta chán ở trong tù lắm rồi. Gì đó đáng nghi ở đây. Mình chắc tên trộm cá mập bà đang trốn đâu đây thôi. Các bạn có nghĩ giống mình không? Cùng tìm ra tên trộm cá mập bà nha. Hắn ta có mặt.
màu cam và sọc đen. Được chứ? Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Tìm được rồi, màu cam và sọc đen. Nhìn ta giống ăn trộm lắm sao? À không, xin lỗi bạn hộ nhé. Tìm lại nào. Có cái đuôi chuyển động kia kìa, màu cam và sọc đen. Mình chắc đó là tên trộm cá mập bà. Tìm được rồi, tên trộm cá mập bà. Bị bắt rồi. Lần này ngươi may mắn đó. Ta mà trốn kỹ hơn thì ngươi đừng hòng mà tìm được ta. Mình nghĩ tên trộm cá mập con đang trốn đâu đây thôi. Cùng tìm ra hắn ta nào. Ta cần tìm màu vàng có sọc đen nha. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Hả? Là kem sao? Không, mình không muốn ăn kem đâu. À ha, các bạn muốn dùng kem để dụ hắn ta ra sao? Ý này hay đó, các bạn. Kem ngon quá đi. Mình sẽ ăn hết kem luôn. Kem sao? Là kem của ta mà. Trả lại cho ta nhanh. Bắt được rồi. Ơi không. Mẹ ơi, ba ơi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Ta đã bắt được hắn rồi. Nhờ các bạn đó. Ping Phong, Ping Phong. Hả? Ping Phong, có thứ gì đó lạ đang nổi trên mặt biển kìa. Lại đây xem nào. Được rồi, tôi sẽ tới ngay. Hả? Cái gì đây? Tôi nghĩ tên trộm cá mập ông đang trốn ở đây đó. Ping Phong, các bạn, cùng tìm kỹ nào. Được rồi, tìm thôi. Này bạn ơi, hãy mau giúp tôi tìm cá mập trộm cắp nè. Và hãy nhớ chúng có điểm khác biệt là có sọc nha. Khoan đã. Ai đó xả rác xuống biển và rác đã trôi ra tới đây. Các bạn nhớ đừng xả rác bừa bãi nhé. Cùng dọn rác nào. Mình không nghĩ là hắn ta kia rồi. Cẩn thận lại gần nào. Cùng mình đếm đến ba nha. 1, 2, 3. Bắt được rồi. Tên trộm cá mập ong đã bị bắt. Ôi, nghe không? Thả ta ra ngay. Có phải mày ta đã ăn cắp thứ gì đó không? Ta có lấy cái gì nhiều đâu. Tại sao lại bắt ta chứ? Mở cửa ra mau. Thả ta ra. Các người đã lấy cắp đồ của chúng tôi. Các người phải bị trừng phạt. Đúng vậy, cá mập trộm cắp xấu xa. Ta sẽ nhốt các người vào nhà tù nghiêm ngặt hơn, để các người không trốn được nữa. Cảm ơn cảnh sát Ping Phong. Đúng vậy, cảm ơn Ping Phong. Nhờ bạn mà chúng tôi đã lấy lại được đồ bị mất. Không có chi, đó là công việc của tôi mà. Hả? Cái gì? Tên trộm Ping Phong? Bắt tên trộm Ping Phong mau.
There's a fire, help us, fire truck! Rush the hurt to the hospital, ambulance! Take the thief to the station, police car! Super brave cars! Full of garbage, clean up garbage truck! Break down on the road, call for tow truck! Grandma car, boom, boom, vroom, vroom. Grandma,
Grandpa Car, boom, boom, vroom, vroom. Grandpa Car, boom, boom, vroom, vroom. Grandpa Car. Square, stop here and there. Slide, slide, triangle. Triangle, slide, slide, left and right. Triangle, slide, left and right. Point, point, diamond. Diamond, point your finger. 1, 2, 3, 4. Diamond, point 1, 2, 3, 4. Thị trấn xe Ping Phong. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ? Đi thôi. Hãy gọi cho tụi mình khi bạn cần giúp đỡ. Chúng tôi là biệt đội siêu cấp Ping Phong, biệt đội siêu giải cứu. Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Có một đám cháy trong thị trấn của tôi. Biệt đội siêu giải cứu Ping Phong, giúp với. Ôi không, chúng ta cần dập tắt đám cháy ngay. Mình nên đi với ai đây? Xe cảnh sát hả? Hay xe cứu thương? Xe cứu hỏa? Cậu có thể gọi mình khi xảy ra đám cháy. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu. Hãy phun nước trước khi nó lan rộng ra. Yeah.
ngọn núi kìa. Nhưng mà đỉnh núi kia cao quá, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Mình biết rồi, mình sẽ làm cho cậu to lên. Hỏi hỏi thiện phong. Wow, xem mình to chưa nè. Cảm ơn Ping Phong. Nước đã đến rồi đây. Biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Ping Phong. Bạn mình và mình ngã. Ping Phong, hãy đưa cún con lên xe. Hãy dùng ống nghe để biết cún con đang bị đâu ở đâu. Cậu hãy để đó cho mình. Hỏi hỏi Thiện Phong. Của cún con bị đau. Được rồi, hãy tiêm cho cún con và băng bó lại.
Nhờ có bạn mà mình cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Tất nhiên rồi, mình rất vui khi thấy cậu khỏe lại cún con. Cố gắng cẩn thận khi chơi ở ngoài trời nhé. Được rồi, mình hứa. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Mình rất vui vì chúng ta có thể giúp được bạn bè của mình. Chúng ta bảo vệ bạn bè mình. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Cá mập con tu 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 du tu du, cá mập mẹ tu tu du du tu du, cá mập ba tu tu du du tu du. Ba ơi, ơi, cá mập ba tu tu du du tu du, cá mập ông tu tu du du tu du, cùng đi săn tu tu du du tu du, đi săn nào. Khoan đã. Hả? Cá mập cô tu tu du du tu du, cá mập cô tu tu du du tu du, cá mập cô tu tu du du tu du, cá mập cô. Cá mập chu du tu du du tu du, cá mập chu du tu du du tu du, cá mập chu du tu du du tu du, cá mập chu. Cá mập anh em chu du du tu du, cá mập anh em chu du du tu du, cá mập anh em chu du du tu du, cá mập anh em. Cùng đi săn chu chu du du tu du, cùng đi săn chu chu du du tu du, cùng đi săn chu chu du du tu du, đi săn nào. Nào chạy mau chu chu du du tu du, nào chạy mau chu chu du du tu du, nào chạy mau chu chu du du tu du, nào chạy mau. Thật là may chu chu du du tu du, thật là may chu chu du du tu du, thật là may chu chu du du tu du, thật là may. Vậy là hết chu chu du du tu du, vậy là hết chu chu du du tu du, vậy là hết chu chu du du tu du, vậy là hết. Chào mừng đến cuộc đua những quái xế. Ai sẽ giành chiến thắng đây? Xin được giới thiệu gia đình quái xế cá mập. Cá mập con tu 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 là quái xế tu 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 tu. Cá mập con xe quái vật. Cá mập mẹ tu 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 tu. Cá mập mẹ tu 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 là quái xế tu 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 tu. Cá mập mẹ xe quái vật. Cá mập ba tu 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 tu. Cá mập ba tu 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 là quái xế tu 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 tu. Cá mập ba xe quái vật. Cá mập ba tu 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 tu. Cá mập ba tu 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 là quái xế tu 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 tu. Cá mập ba xe quái vật. Cá mập ông chu chu đu 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 đu, cá mập ông chu chu đu 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 là quái xế chu chu đu 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 đu, cá mập ông xe quái vật. Chu chu đu đu quái vật xe, chu chu đu đu quái vật xe, chu chu đu đu quái vật xe, chu chu đu đu quái xế cá mập. Chu chu đu đu hai bánh xe nào nâng cá, chu chu đu 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 lắp phục vào và khởi động nào. Chúng tôi sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn. 3, 2, 1 bắt đầu nào. Chu 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 quay vào xe, chu 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 quay vào xe, chu 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 quay vào xe, chu 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 quay xe cá mập đi nào. Chu 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 quay vào xe, chu 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 quay vào xe, chu 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 quay vào xe, chu 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 quay xe cá mập con. Đi thôi. Lửa phừng phừng, lửa phừng phừng sẽ cứu hóa tôi. Mọi người đừng sợ, cho bị xe cắt sát đây rồi. Những chiếc xe phi thường. Đi thôi. Dọn dẹp sạch đường, xe rác, xe đổ rác. Cần giao ngay bất cứ gì. Đi thôi, xe đổ rác. Ngoài đường gặp trục trặc, xe kéo qua mặt. Baby shark, doo 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 doo. Baby shark, doo 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 doo. Baby shark, doo 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 doo. Baby shark.
mommy shark, do-do-do-do-do-do, mommy shark, do-do-do-do-do-do, mommy shark. Daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark, do-do-do-do-do, daddy shark. Grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark, do-do-do-do-do, grandma shark. Grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark, do-do-do-do-do, grandpa shark. Let's go hunty, do-do-do-do-do, let's go hunty, do-do-do-do-do, let's go hunty, do-do-do-do-do, let's go hunt. Run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away, do-do-do-do-do, run away. Ah! Say that last, do-do-do-do-do, say that last, do-do-do-do-do, say that last, do-do-do-do-do, say that last. It's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end, do-do-do-do-do, it's the end. Mau đến nhanh nào, hỡi bạn sẽ cứu hỏa. Mau đến nhanh nhá, hỡi bạn sẽ cứu hỏa. Băng qua đường xa bạn đến, đến với những ai cần giúp. Nhanh lên, là sẽ cứu hỏa. Cho qua, cho qua. Bạn ấy đang vội. Làm ơn cho tôi qua. Là sẽ cứu hỏa, đến cứu giúp mọi người. Cao lên, hàng đã lên rồi. Cao hơn, giải cứu mọi người. Nhanh lên, hàng đến nơi rồi. Cứu giúp hết mọi người. Nhanh lên, phun nước lên nào. Nhanh hơn, dập tắt lửa nào. Nhanh lên, sẽ rất nhanh mà. Giải cứu hết mọi người. Hoan hô người bạn anh dũng. Mau đến nhanh nào, hỡi bạn sẽ cứu hỏa. Mau đến nhanh nha, hỡi bạn sẽ cứu hỏa. Đi thật nhanh đừng xa bạn đến, đến với những ai cần giúp. Sẽ cứu hỏa đến ngay đây. Thị trấn xe Bình Phong. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ? Đi thôi. Gọi cho tụi mình khi bạn cần giúp đỡ. Chúng tôi là biệt đội siêu cấp Bình Phong, biệt đội siêu giải cứu. Hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Hình như có một trường hợp khẩn cấp khác. Mình có nên đi với xe cứu hỏa không? Mình không giỏi bắt trộm cho lắm. Vậy mình có nên đi với xe cứu thương không? Mình cần phải chăm sóc người bệnh. Mình có nên đi với xe cảnh sát không? Mình sẽ bắt những tên trộm. Lên đường thôi, Bình Phong. Chúng ta là biệt đội siêu cấp, biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Mình chắc là những tên trộm đang trốn ở đây. Cậu nói đúng, hãy bắt những tên trộm và đưa chúng vào nhà giam nào.
Bọn chúng chắc ở quanh đây thôi. Đáng ra mình có thể chạy trốn được. Mình chắc là chúng chỉ ở quanh đây thôi. Tôi không muốn vô trại giam. Chúng ta phải bắt tên trộm cuối cùng. Đừng hèn nhát nữa, hãy ra đây đi. Tìm thấy rồi. Tiền của tôi. Thả chúng tôi ra. Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp. Về nhà nào. Phải bị trừng trị. Đúng vậy, dù các anh trốn ở đâu, chúng ta cũng sẽ tìm ra. Chúng ta là biệt đội siêu cấp. Biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Các bạn thật tuyệt vời, biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Tụi mình đã được an toàn, cảm ơn bạn. Hãy tiếp tục giữ bình yên cho thị trấn. Chúng ta bảo vệ bạn bè mình. Chúng ta là biệt đội siêu cấp. Biệt đội siêu giải cứu Bình Phong. Biệt đội giải cứu. Xin chào, biệt đội cứu hộ đây. Chúng
mình luôn sẵn sàng bất cứ đâu. Hồng mình đi nhanh luôn mọi lúc, cần thì cứ gọi ngay. Biệt đội siêu giải cứu, chúng mình tới đây. Yeah. Có gì thì gọi ngay cho tôi. Xe cảnh sát. Cháy nhà thì gọi ngay cho tôi. Xe cứu hỏa. Nếu bạn bị thương hay nhớ xe cứu thương. Chúng mình biệt đội xe giải cứu, cứu giúp mọi người. Giúp mọi người khỏi hiểm nguy, thêm sức mạnh khi mình cùng chung sức chung lòng, tất cả đều được giải quyết. 1, 2, 3. Đã có biệt đội của chúng mình, biệt đội giải cứu. Trên đời có chúng tôi đây, một nhà xe vroom vroom. Cá mập,
xe mình đua ngay và xe không dừng. Ta cùng vui và qua hết những ngày vật. Nhanh lên! Lưu với gió có hết sức ta. Thị trấn xe Bình Phong. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ? Đi thôi. Xe buýt vàng nhút nhát. Chào buổi sáng, xe buýt màu vàng sẽ đưa bạn bè của mình đi chơi hôm nay. Hãy đi thôi. Nào ta mau nhanh lên lăn bánh đi nào. Bánh quay vòng, bánh quay vòng. Nào ta mau nhanh lên lăn bánh đi nào. Đi vòng thành phố. Ô, đó là cá mập con. Chào cá mập con. Cá mập con kêu tu 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 tu. Cá mập con kêu tu 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 tu. Cá phố phường gần xa. Khủng long đỏ Rex, lên xe nào. Khủng long trên xe buýt thì nhảy liên hồi, nhảy liên hồi, nhảy liên hồi. Khủng long trên xe buýt thì nhảy liên hồi, khắp phố phường gần xa. Bạn bè của chúng ta thích xe buýt vàng và xe buýt vàng cũng thích đi chơi với bạn bè. Nhưng sao bạn dừng lại đột ngột thế, xe buýt vàng? Ôi, mình tưởng mình đã thấy một con quái vật, nhưng đó chỉ là một tảng đá nhỏ thôi. Xin lỗi nha. Xe buýt vàng là anh bạn nhát gan nhất trong thị trấn, hay bị giật mình bởi những điều nhỏ nhặt nhất. Xe buýt vàng à, nếu cậu dễ giật mình như vậy, thì bạn bè ngồi phía sau có thể bị thương đó. Mình biết rồi, mình xin lỗi. Từ bây giờ mình sẽ can đảm và không bị giật mình nữa. Liệu xe buýt vàng có thể lái xe mà không sợ hãi chứ? Hôm nay xe buýt vàng rất vui khi được chở bạn bè qua thị trấn. Ồ, bỗng dưng trời mưa và gió to quá. Chúng ta đang ở đâu vậy?
Mình nghĩ chúng ta đã đi hơi xa. Hãy quay lại nào. Xe buýt vàng có vẻ hơi sợ hãi. Bạn xe đang rung, ôi tớ đang sợ, tớ đang sợ, tớ đang sợ. Bạn xe đang rung, ôi tớ đang sợ, suốt quãng đường xa. Mình cần đi qua cây cầu này để trở lại thị trấn. Bạn có ổn không, xe buýt vàng? Cùng nhau đi chậm thôi. Nó cao quá à. Không, mình không làm được. Chậm chậm, chậm chậm, chậm chậm. Xe buýt vàng dũng cảm băng qua cây cầu. Bạn xe đang đi hết sức chậm chạp, rất chậm chạp, rất chậm chạp. Khoan, mình nghĩ cây cầu đang bị lung lay. Mình phải chạy qua nó thật nhanh. Xe buýt vàng bỗng dưng tăng tốc. Bạn xe đi nhanh đi quá nhanh rồi, quá nhanh rồi, quá nhanh rồi. Bạn xe đi nhanh đi quá nhanh rồi, trông hết mặt luôn. À, chạy nhanh quá. Chậm lại chút nào, xe buýt vàng ơi. Cứu mình với. Xe buýt vàng lái rất nhanh và va vào một chiếc xe buýt đang đi ngược chiều. Ô xe đang đi bỗng ngã lăn nhào, ngã lăn nhào, ngã lăn nhào. Ô xe đang đi bỗng ngã lăn nhào, rớt xuống thật là đau. Xe buýt vàng rơi vào bùn dưới gầm cầu. Ồ không, xe buýt vàng giờ bị bẩn rồi. Bạn bè của mình đi đâu mất rồi? Xe buýt vàng, cậu ổn chứ? Sát sống, cứu tôi với. Cứu tôi với, cứu tôi. Cứu với, cứu tôi. Có sát sống ở đây. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Xe cảnh sát xuất hiện sau khi nghe thấy những tiếng la hét của xe buýt vàng. Xe buýt vàng có chuyện gì vậy? Xe cảnh sát ơi, có bạn sát sống đang đuổi theo mình, giúp mình với. Sát sống? Chúng không phải là sát sống, đó là bạn của cậu mà. Xe buýt vàng nhằm tất cả những người bạn bị dính bùn của mình là những xác sống. Xe buýt vàng, chính vì cậu mà bọn mình dính bùn cả rồi đó. Phải, mình đã rất sợ khi rơi từ cầu xuống, giờ mình lại nó cục nữa nè. Nếu không phải vì cậu, tụi mình có thể bị thương nặng đó. Mình muốn về nhà. Xe buýt vàng ơi, cậu đang lái xe đưa bạn bè đi chơi nên cần phải an toàn và can đảm. Nếu không, ai cũng có thể bị thương rất nặng. Phải, mình xin lỗi. Mình xin lỗi mọi người. Mình muốn tiếp tục lái xe cùng bạn bè của mình, nhưng mà mình lại cảm thấy rất sợ. Xe buýt vàng đang cảm thấy buồn bã. Bình Phong nhìn thấy điều này và đột nhiên nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Mình có một ý tưởng. Hỏi phới Phiến Phong. Khi cậu cảm thấy sợ hãi, hãy bật nhạc lên. Sau đó, cậu sẽ có thể lái xe một cách can đảm. Wow, tuyệt vời quá. Cảm ơn Bình Phong. Xin lỗi mọi người, từ nay trở đi, mình sẽ lái xe một cách dũng cảm. Xin lỗi vì đã gây ra phiền hà, xe cảnh sát, mình sẽ không để xảy ra nữa đâu. Hôm nay xe buýt vàng lại vui vẻ lái xe đưa bạn bè đi khắp thành phố. Chào Rex, hôm nay thấy cậu vui quá. Đúng vậy, mình mới mua một đống trái cây ngon. Ồ, trước mặt có một hòn đá nhỏ đó.
Không biết là xe buýt vàng có sợ nữa không? Không sao đâu. Mình không còn là một con mèo nhát gan nữa. Thật là nhẹ nhõm. Chúng ta hát một bài hát cùng nhau nhé. Vòng quay trên xe kia chúng nó quay tròn, chúng quay tròn, chúng quay tròn. Vòng quay trên xe kia chúng nó quay tròn, khắp phố phường gần xa. Xe buýt vàng thật sự dũng cảm. Đôi khi xe buýt vàng vẫn sẽ có chút sợ hãi, nhưng vẫn hát và lái xe một cách thật dũng cảm cho tất cả bạn bè của mình. Nếu mình làm một chiếc xe thì sẽ thế nào nhỉ? Mình sẽ trở thành xe cảnh sát. Mình sẽ giúp mọi người. Bíp bíp bíp, mình bóp còi sẽ giữ cho bạn an toàn. Trở thành xe cảnh sát. Xe cảnh sát. Trở thành xe cảnh sát nè. Bíp bíp bíp, mình bóp còi sẽ giữ cho bạn an toàn. Mình sẽ trở thành xe cần cẩu nè. Mình có thể tự nấu cơm. Nhâm nhâm nhâm, mình có thể nấu cơm nè. Ôi bát cơm ngon tuyệt. Trở thành một xe cần cẩu. Xe cần cẩu. Trở thành xe cần cẩu nè. Nhâm nhâm nhâm, mình có thể nấu cơm nè. Ôi bát cơm ngon tuyệt. Mình sẽ trở thành xe hòa trộn. Mình sẽ làm kem ngon tuyệt. Ta cùng trộn đều, ta làm kem nè. Và gửi đến cho bạn bè. Trở thành xe hòa trộn. Xe hòa trộn. Trở thành xe hòa trộn nè. Ta cùng trộn đều, ta làm kem nè. Và gửi đến cho bạn bè. Đội cứu hỏa đây, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Cứu ơi, ở đây đang có một đám lửa nhỏ. Huy động lực lượng. Nào nào cùng quẹo phải nè, nào nào cùng cua trái nhanh. Đội xe cứu hỏa chạy băng băng. Đội cứu hỏa đến liền và dập tắt lửa to ngay mà. Nấu bảo hộ voi rồng. Có đây. Sẵn sàng đi ngay. Yeah. Răm rập u hu, răm rập u hu, răm rập u hu, dọc đường đi. Đội cứu hỏa đây, chúng tôi có thể giúp gì cho bạn? Cứu với, làm ơn cứu bạn cháu với. Huy động lực lượng. Nào nào cùng quẹo phải nè, nào nào cùng cua trái nhanh. Đội xe cứu hỏa chạy băng băng. Đội cứu hỏa đến liền, bạn sẽ thoát hiểm nguy ngay mà. Coi hiểm, thang lớn. Ở đây. Sẵn sàng đi ngay. Yeah. Răm rập hu hu, răm rập hu hu, răm rập hu hu, dọc đường đi. Nhiệm vụ hoàn thành. Răm rập. Để xem ngay, chúng tôi là đội xe tải lớn. Máy xúc. Xe ủi. Xe tải trọng. Đi thôi. Có đội xe tải chuyên vác những thứ nặng. Công việc khó nhọc luôn sốt sắng. Xe tải xúc. Tôi sốt sắng trong việc đào. Xe tải ủi. Tôi ủi hết đất kia sang bên. Xe tải trộn. Tôi trộn hết các bao xi măng. Và đó chính là đội xe tải lớn. Ra đây xem ngay, chúng tôi là đội xe tải lớn. Xe bên cần cầu. Xe lô. Đi thôi. Có đội xe tải chuyên vác những thứ nặng. Công việc khó nhọc luôn sốt sắng. Xe bên chuyên mang tất cả vật nặng. Cần cầu. Nâng lên cao, go go. Xe lô. Sang bằng tất cả mọi thứ. Và đó chính là đội xe tải lớn. Để xem ngay, chúng tôi là đội xe tải lớn. Ừ.
Là khi con banana nana, là khi con banana nana, là khi con banana nana chui to đây. Là mẹ khỉ banana nana, là mẹ khỉ banana nana, là mẹ khỉ banana nana chui to đây. Là khỉ ba banana nana, là khỉ ba banana nana, là khỉ ba banana nana chui to đây. Bà khỉ đây banana nana, bà khỉ đây banana nana, bà khỉ đây banana nana chui to đây. Là khỉ ông banana nana, là khỉ ông banana nana, là khỉ ông banana nana chui to đây. Thật nhiều chui banana nana, thật nhiều chui banana. Chui banana nana, banana. Cùng ăn chui banana nana, cùng ăn chui banana nana, cùng ăn chui banana nana, ăn chui nào. Thật là vui banana nana, thật là vui banana nana, thật là vui banana nana, ăn chui nào. Bình phong, Bình phong. Hả?
giúp mình với. Mỹ Sương, có chuyện gì vậy? À, chuyện là... Hí hồ, hí hồ. Hả? Sao lại có một tảng đá ở đây? Hí hồ, hí hồ. À, wow, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có quá nhiều bùn dính trên người mình và mình không thể di chuyển. Làm ơn giúp mình với. Ôi không, mình sẽ giúp bạn mấy xúc. Bum chì kì bum, rửa xe bắt đầu. Bây giờ hãy chà sát với một cái bàn chải để tạo bong bóng. Nào tạo bọt cùng với mình ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui, bay bay lên trên chiếc xe kia. Nào tạo bọt cùng với mình, làm nhanh tay, làm việc cùng mình nhé, nhanh nào làm thôi. À, bọt đang làm cho mắt mình rát quá đi. Mình sẽ xả ngay. Đến bước tiếp theo nào. Bước 2, hãy rửa sạch với nước. Nào rửa sạch cùng với mình ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui, bay bay lên trên chiếc xe kia. Nào rửa sạch cùng với mình, làm nhanh tay, làm việc cùng mình nhé, nhanh nào làm thôi. À, những bọt bong bóng đã sạch rồi. Giờ thì tới bước cuối cùng. Bước cuối cùng, sấy khô cho cậu. Rồi giờ mình cùng sấy nào, ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui, khô khô nhanh trên chiếc xe kia. Nào rửa sạch cùng với mình, làm nhanh tay, làm việc cùng mình nhé, nhanh nào, xong rồi. Rửa xe hoàn tất. À, sạch và bóng quá đi. Cảm ơn Biên Phong. Tạm biệt mấy xúc nha. Biên Phong. Biên Phong. À, có mùi gì vậy? Xe cảnh sát. Có chuyện gì vậy? À, chuyện là gì? Bắt tên trộm đó. Mùi ghê quá. Mình không thể nhìn thấy vì rác che mắt mình và cả những con ruồi phiền phức này nữa. À, được rồi, xe cảnh sát. Bông chì kì bông, rửa xe bắt đầu. Hãy chà sát với một cái bàn chải để tạo bong bóng. Nào tạo bọt cùng với mình ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui, bay bay lên trên chiếc xe kia. Nào tạo bọt cùng với mình, làm nhanh tay, làm việc cùng mình nhé, nhanh nào làm thôi. Giờ mình có thể thấy được một chút. Hay quá. Làm bước tiếp theo nào. Giờ hãy rửa sạch bong bóng với nước. Nào rửa sạch cùng với mình ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui, bay bay lên trên chiếc xe kia. Nào rửa sạch cùng với mình, làm nhanh tay, làm việc cùng mình nhé, nhanh nào làm thôi. À, mát mẻ quá. Giờ tới bước cuối cùng, sấy khô cho cậu. Rồi giờ mình cùng sấy nào, ngay bên đây, nhanh tay lên, la 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 thật là vui, khô khô nhanh trên chiếc xe kia. Nào rửa sạch cùng với mình, làm nhanh tay, làm việc cùng mình nhé, nhanh nào, xong rồi. Rửa xe hoàn tất. À,
mình cảm thấy thật sạch sẽ. Cậu cần phải bắt tên trộm, nhanh lao xe cảnh sát. Cậu nói đúng, cảm ơn Pin Phong. Không có chi. Chúng ta đã rửa xe cảnh sát, giờ mình có nên về nhà không ta? À, chút nữa thì quên chiếc xe Pin Phong đáng yêu của mình. Nhưng nó quá lớn với tiệm rửa xe. Không biết có cách nào không ta? Hỏi hỏi Pin Phong. Wow, đúng là tiệm rửa xe tuyệt vời. Hay là chúng ta bôi bẩn nó một chút xíu trước khi rửa xe nhỉ? Mình hãy rửa cho chiếc xe này thật sạch bóng nào. Xe bạn bị bẩn, bạn có thể đến với tiệm rửa xe Pin Phong của mình. Hẹn gặp các bạn lần sau. Ôi vừa bọn quá, giúp mình với. Xe cậu ơi, yeah. Xe cậu ơi, yeah. Sắp xếp công bàn xe cần cậu. Đặt ở đây, đây. Đặt ở kia, kia. Ta cùng dọn dẹp thôi. Gọn gàng rồi. Xe xác nè. Hey. Xe xác nè. Hey. Quét sạch khách sạn nha, nhanh thật nhanh. Quét ở đây. Đây. Quét ở kia. Kia. Ta cùng dọn dẹp thôi.
thật là may, thật là may, thật là may. Vậy là thị trấn xe Ping Phong. Hôm nay chúng ta nên đi đâu nhỉ? Đi thôi. Xe kem của Ping Phong. Mình chán quá, chán quá. Có gì vui để làm không nhỉ? Đúng rồi, mình sẽ biến chiếc xe tải của mình thành một chiếc xe kem đầy màu sắc. Và mình sẽ đi khắp thị trấn để bán kem. Các bạn cảm thấy như thế nào? Bạn có muốn trang trí chiếc xe cùng mình không? Mình nên đi thôi. Kem đây. Đến và thưởng thức kem của bạn nè. 1, 2, 3, 4. Trời nóng quá. Có cái gì mát mát để cho chúng ta hạ nhiệt không vậy? Lạnh tới đây. Kem ngon ngọt mát lạnh tới đây. Cái gì? Kem sao? Khoan, đợi mình với. Xin chào. Đây là xe bán kem của Ping Phong. Các cậu hãy nhìn thực đơn và chọn kem đi nào. Cậu thích loại kem nào? Hãy chọn đi. Món kem yêu thích của mình là kem sô-cô-la. Được rồi, mình đã ghi nhận món của bạn. Có ngay đây. Nó đơn điệu quá. Mình nghĩ nó còn thiếu cái gì đó. Đúng rồi, có một nơi bí mật làm cho kem ngon hơn. Hãy nhanh đến nơi đó xem nào. Hội bội Ping Phong. Ta-da, nơi đây chính là một nhà máy kem bí ẩn. Đây là nhà máy kem duy nhất trên thế giới làm cho kem ngon hơn rất nhiều. Làm sao để nhà máy này hoạt động đây? Wow, bánh sô-cô-la ngon quá. Quay, quay. Có thêm một chút nữa. Một chút nữa. Wow. Giờ thì kem sô-cô-la đã ngon hơn rất nhiều rồi. Wow, đó là kem sô-cô-la. Nhìn nó thật là ngon quá đi. Mình mong là cậu sẽ bán thật nhiều kem Ping Phong. Xin cảm ơn. Lần sau nhớ ghé lại nha. Chào xe trộn. Cậu thích ăn loại kem nào nè? Dâu hay là chanh hay là sữa, mình thích tất cả. Hãy thử với kem hạt đầy màu sắc. Nó được trộn với nhiều hương vị. Kem hạt đầy màu sắc sao? Nghe hay đó. Mình lấy một cây Ping Phong. Một que kem hạt đầy màu sắc.
trình tạo kem hoàn tất. Hay là chúng ta làm cho món kem này ngon hơn nhé. Lần này mình sẽ làm món kem hạt trở nên ngọt ngào và mát lạnh hơn. Rất bông tuyết lên kem kìa. Cái này có vị như kẹo bông vậy. Như vậy nè. Hãy cho một ít hạt tươi mát lên kem. Ta-da! Kem hạt đầy màu sắc đã hoàn thành. Mình muốn ăn nó quá. Kem của bạn đã sẵn sàng. Chúc ngon miệng. Wow! Nó ngon quá đi. Wow, thật là ngon quá Bình Phong. Lần sau quay lại nha. Ồ, là mấy xúc. Làm cái gì mà lâu quá vậy Bình Phong? Nóng như vậy mình không nghĩ một cái kem là đủ đâu. Xin lỗi. Cậu hãy đi chọn kem của mình đi. Mình muốn cái này, cái kia và cái kia nữa. Mình sẽ ăn hết tất cả luôn. Dâu, chanh, bánh quy, sữa. Chờ một chút. Nhanh lên. Làm gì mà lâu quá, mình không thể chờ được. Ôi không, cái muỗng bị gãy rồi. Mình phải làm gì đây? Này, có chuyện gì vậy? Kem của mình đâu? Nhanh lên nào. Chờ một chút xíu. Thôi được. Hay lắm, xem đây. Máy xúc sẽ giúp cậu. Xem đây. Cái này và cái này. Cái kia. Cái đó. Mình sẽ ăn hết luôn. Thật là nhẹ nhõm. Nhưng làm thế nào để mình xếp tất cả thứ này lên? À, đúng rồi. Có một nơi bí mật trong nhà máy kem. Chúng ta hãy đến đó nào. Hội phối Bình Phong. Ôi kem sắp rơi mất rồi. Kem của mình. Cẩn thận đó. Không. Xem chút nữa thì. Hay quá. Cuối cùng cây kem cũng làm ra rồi. Nhìn ngon quá đi. Mình nếm thử được không? Nó lạnh đến mức răng của mình ngứa rần rần luôn nè. Ngon quá đi, ngon quá. Ôi máy xúc, có chuyện gì vậy? Nhà vệ sinh. Hả? Máy xúc bị đau bụng vì ăn quá nhiều kem. Bạn có thấy điều đó không, bạn thân yêu? Dù nóng hay đói đến đâu, bạn cũng không nên ăn quá nhiều kem. Lần sau quay lại lấy thêm kem nhé. Tạm biệt. Tin tin tụt tụt, lắc cát lắc cát bip bip. Tin tin tụt tụt, lắc cát bip bip. Đi đi đi. Bip bip, xe tay đầy chuyên đưa bao món đồ nhận hàng. Chạy rất nhanh là nhóm xe phi thường lên đường. Xe bèn, xe trộn xi măng, xe container, xe quét đường, xe đưa thư, xe bán kem, đi khắp mọi nẻo đường. Tuyệt quá! Nó đang đi đâu? Rum rum đi đi nào. Tiếp theo là bạn. Rum rum chúng ta đi. Đến xuân giờ trời. Rum rum đi đi nào. Sắp lá cây lên đường. Rum rum chúng ta đi. Tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi, tiếp tục đi. Tôi tới đâu?
phi thường lực lượng, xe mềm xe trồng xi măng, xe container xe quét đường, xe đưa tới xe đem đây. Đi nào đi nào đi nào đi nào đi nào ta cùng đi. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark, do 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 do. Daddy shark. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark, do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark, do 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 do. Grandpa shark. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt, do 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 do. Let's go hunt. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away, do 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 do. Run away. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last, do 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 do. Safe at last. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end, do 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 do. It's the end. Thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp. Xuất phát. Io đội xe cảnh sát gan dạ, luôn sẵn sàng dạy cứu người khi chúng ta cần tên trộm kia rồi. Đứng yên, các anh đã bị bắt. Về nhà nào. Yêu yêu rất bồng bồng. Xe cảnh sát. Yêu yêu hò, yêu yêu hè, yêu yêu hò hò, yêu yêu hè. An toàn rồi. Yêu yêu hò, yêu yêu hè, yêu yêu hò hò, yêu yêu hè. Tăng 2 dịch vụ xe địa hình. Tăng 3 tìm cao xe buýt trẻ pha. Đi lên trên đi nào. Tăng 4 xe sang sang sửa xe. Tăng 5 karaoke xe cứu hỏa. Tăng 6 là phòng chim xe cậu. Ta đi lên trên đi nào. Tăng 7 nhà hàng taxi nè. Tăng 8 tìm sách xe cứu thương. Tăng 9 xe thứ bao khách sạn. Ta đi lên trên đi nào. Tòa nhà xe cô cùng nhau lên trên nào. Tòa nhà xe cô đã đến nơi đây rồi. Giao hàng đây, có ai ở đồn cảnh sát không ạ? Có tôi đây. Đến với tòa nhà xe cô nè. Gọi nghe cho tôi. Xe cảnh sát. Chạy nhà thì gọi nghe cho tôi. Xe cứu hỏa. Nếu bạn bị thương hay nhớ. Xe cứu thương. Cứu giúp trên bầu trời. Hãy gọi trực thăng. Chúng mình biết đội xe giải cứu. Cứu giúp mọi người. X cứu giúp mọi người khỏi hiểm nguy. Thêm sức mạnh. Khi mình chung sức chung lòng. Tất cả đều được giải quyết. Một, hai, ba. Đã có biết đội của chúng.
luôn mê. Yeah! Biết đôi giải cứu. Cùng xe con bum bum rum rum, cùng xe con bum bum rum rum, cùng xe con. Mẹ xe đây bum bum rum rum, mẹ xe đây bum bum rum rum, mẹ xe đây bum bum rum rum, mẹ xe đây. Cùng xe ba bum bum rum rum, cùng xe ba bum bum rum rum, cùng xe ba bum bum rum rum, cùng xe ba. Ba xe đây bum bum rum rum, ba xe đây bum bum rum rum, ba xe đây bum bum rum rum, ba xe đây. Cùng xe ông bum bum rum rum, cùng xe ông bum bum rum rum, cùng xe ông bum bum rum rum, cùng xe ông. Cùng chạy đua nào mình cùng chạy nào, cùng chạy đua nào mình cùng chạy nào, cùng chạy đua nào mình cùng chạy nào, nhanh lên nào. Là xe tải zoom 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 zoom, là xe tải zoom 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 zoom, là xe tải zoom 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 zoom, nhanh lên nào. Thật là may không sao không sao đâu, thật là may không sao không sao đâu, thật là may không sao không sao đâu, thật là may. Thật là vui bum bum rum rum, thật là vui bum bum rum rum, Daddy shark doo 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 doo, daddy shark doo 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 doo, daddy shark. Grandma shark doo 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 doo, grandma shark doo 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 doo, grandma shark doo 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 doo, grandma shark. Grandpa shark doo 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 doo, grandpa shark doo 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 doo, grandpa shark doo 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 doo, grandpa shark. Let's go hunt doo 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 doo, let's go hunt doo 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 doo, let's go hunt doo 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 doo, let's go hunt. Run away doo 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 doo, run away doo 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 doo, run away doo 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 doo, run away. Safe at last doo 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 doo, safe at last doo 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 doo, safe at last doo 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 doo, safe at last. It's the end. Nhanh lên cùng biết đi đến muôn đời. Nhanh lên cùng biết đi thôi. Nhìn xe bông bông vui lăn bánh xoay vòng, xoay rồi xoay, xoay rồi xoay. Nhìn xe bông bông vui lăn bánh xoay vòng qua thật nhiều nơi. Cần gác để làm sạch xe biết xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt xoẹt. Cần gác để làm sạch xe biết xoẹt xoẹt qua thật nhiều nơi. Nhanh lên cùng biết đi đến muôn đời. Nhanh lên cùng biết đi thôi. Còi xe cứ vang vang nghe bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp. Còi xe cứ vang vang nghe bíp 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 qua thật nhiều nơi. Đèn xi nhan màu vàng đang nháy liên tục, nháy liên tục, nháy liên tục. Đèn xi nhan màu vàng đang nháy liên tục qua thật nhiều nơi. Vì ngồi đừng gặp ghen ta lắc lư người, lắc lư người, lắc lư người. Vì ngồi đừng gặp ghen ta lắc lư người qua thật nhiều nơi. Mau lên xe thôi. Chắc rất quy thuộc.
tiny. Room, 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 room. Room, room, teeny, tiny. Chuẩn bị. Điên thôi. Tung tăng trên con đường gặp ghen. Lái xe lên cao rồi xuống đồi. Tránh sang phải, rồi sang trái. Lái xe nhanh ôi sao vui ghê. Room, 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 room. Room, room, teeny, tiny. 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 Ba ba ya ra xe. Ba ba ya ra xe. Bỏ thật nhiều phụ trắng nè. Ở đằng này và bên kia là khắp nơi bạn và mình và tất cả mọi người nào cùng chung tay làm thật xanh những chiếc xe này. Bắt đầu dùng tay lau nè, lên và xuống, xoay vòng xoay, xoay vòng nào, xoay nào ngắm lại xem thật là sáng đẹp khỏi chê. Bọc thật nhiều phủ trắng nè, ở đằng này và bên kia la 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 thật là vui, bon 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 phủ trắng khắp nơi, bạn và mình và tất cả mọi người nào cùng chung tay làm thật sạch những chiếc xe này. Bắt đầu dùng tay lau nè, lên và xuống, xoay vòng xoay, xoay vòng nào, xoay ngắm lại xem thật là sáng đẹp khỏi chê. Alo, alo, Trực Thăng nghe rõ trả lời, xin hết. Trực Thăng xin nghe đây, tôi đang trên đường tối, xin hết. Bay thật cao, thật cao, thật cao, thật cao, thật cao lên trên trời. Lên nào, lên nào, lên nào, lên nào, chạm tới những đám mây kia. Nào hạ cánh, từ từ bay xuống. Trực Thăng, Trực Thăng, Trực Thăng, Trực Thăng bay lượn vòng. Bay lên nhé, bay lên nhé, bay lên nào, bay lên nhé. Bay lên nhé, bay lên cùng Trực Thăng. Alo, alo, Trực Thăng nghe rõ trả lời, xin hết. Trực Thăng xin nghe đây, tôi đang trên đường tối, xin hết. Bay thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh, thật nhanh lên trên trời. Đi tìm, đi tìm, đi tìm, đi tìm để thấy đám cháy nơi xa. Rồi hạ xuống và liền phun nước. Bay rất nhanh, bay chậm chậm to luôn xoay vòng. Bay lên, bay lên, bay lên nhé. Này các bạn có thích video của chúng mình không? Đừng quên nhấn đăng ký, subscribe nhé! Hãy tìm Pinpon trên YouTube!